Lúc chúng ta là một chú bé, chúng ta đi học cấp 1, cấp 2 thì có lẽ là chẳng bao giờ chúng ta hỏi nó sống để làm gì đâu. Vì chúng ta còn cái nhận thức của chúng ta nó còn non nớt lắm. Nhưng mà lúc chúng ta lên cấp 3 rồi, bắt đầu chúng ta có thể nhận thức được là ở câu ở cái hồ này là bóng bốn, là anh em sẽ ra cái con hải cẩu đó. Lúc đó ai cũng mơ ước là sẽ có con hải cẩu hết, đúng không? Rồi chúng ta sẽ tìm tòi, xem video, xem YouTube, xem các kiểu để cách câu hải cẩu đó trong cái hố này. Và khi chúng ta gặp cái bóng bốn, chúng ta mơ hồ, chúng ta gung, chúng ta từ từ, chúng ta bình tĩnh nhìn nó đớp. Nhìn nó đớp một cách thật là vi diệu, nhìn nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Nó nháy từ từ, nó nháy từ từ, nó nhấp. Nó một câu chuyện quá là khá là buồn khi mà gặp cái con cái bóng bốn này. Hồi xưa gặp thì mình không rung, mà bây giờ gặp rất là rung. Đó, anh em thấy chưa? Cứ nhấp từ từ, bình tĩnh, từ tốn. Và bây giờ chết rồi, cái chết mày, tao hải cẩu rồi. Thôi tắt mẹ video luôn chứ làm video làm gì nữa.